Đừng có kêu, đừng có kêu. Trong rừng mà kêu tên người ta, thằng quỷ này. Hết xăng hết đây. Ui, hết xăng hả? Hết xăng đúng không? Rồi xuống xe cho một miếng nè. Máy sao đổ trời. Rồi sao đổ cho anh? Mới vô mình đi từ từ thôi, cho mọi người giãn ra đi. Tấp vô. Mấy bạn chạy về chết tôi rồi. Tấp vô. Ủa rồi giờ sao? Chạy con số chạy số 3. Xe nào? Sao chạy số 3 đi hết cái hành trình này được? Chạy ra chỗ tìm hàng mua sắt á, kêu nó hành lại. Rồi ok, vậy thôi đi tiếp nha. Để đi tiếp nha, Có hai xe đi sửa nha. Hai xe chở thùng hàng của hai xe chở thùng hàng á. Trời. Đi sửa cái một xe thì bị gãy cần số, một xe thì công cái thắng. Té hả? Vậy thôi bây giờ mình cứ đi ra ngoài trước đi. Đi ra đổ xăng trước đi. Ủa đi ra ngoài kiếm cây xăng đã. Chiếc kia phía tại chỗ. Hả? Chiếc nào? Chiếc của Trầm đang giải quyết dưới á. Chưa. Thằng Hoàng chưa chạy xuống dưới. Đã chạy xuống dưới đâu? Nói chung á là mọi người á là ở đâu để yên nó đi. Còn một á là chạy theo. Hai là ở yên nó luôn. Tại vì chạy như vậy đâu có biết đường đâu mà xử lý. Đó. Trầm ở dưới á. Bây giờ quay lại nó đi, quay lại hết nó luôn, tắt vô bằng chìa khóa rồi. Câu chìa còn nguyên. Ồ khóa nó có một cái bệnh là lúc mở lúc lơ nó hay bị không lên. Sao không sửa luôn? Chưa đủ tiền thay. Trời ơi, thay cái gì đem ra tiệm cho người ta coi, có nhiều khi nó chỉ dơ thôi. Không có điện hả? Vô, hello các bạn. Bây giờ tụi mình mình đi đây. Có một cái vấn đề như thế này. Thật ra thì mình có thể chia sẻ với các bạn luôn á, là đây là cái tour mà mình cảm thấy mà mình đừ nhất luôn á. Tại vì cái tour này mình ôm đờm nhiều việc quá các bạn. Kiểu giống như là vị trí nào mình cũng chọt vô một cái để mình kiểu khi các bạn đi với toàn là người lạ, sau đó các bạn share việc và phải cho mọi người cùng nhau làm việc á. Cái đó rất là khó nha các bạn. Mình đi rất là nhiều tour rồi. Thì thường á mình phát hiện ra là mấy anh em á là kiểu hồi xưa giờ đi chơi nó quen rồi, đâu có bao giờ đi làm cái gì đâu. Thì tới chừng mà đi làm cái gì đó đó, cái nó bị không biết làm gì á, đấy là không biết làm gì á, rồi nó phải xích bọt, rồi mình lại phải kiểu chơi bời nhiều á. Nói chung là do mình chơi bời nhiều mình ngủ ít thôi, đúng vậy đó. Rồi giờ mình gần như là mình cạn năng lượng luôn các bạn. Nói kệ các bạn, bây giờ là 16 giờ. Giờ mình sẽ kéo hết tất cả những con người đi theo mình đi về đường rừng đó, lại tiếp tục đi rừng. Tôi đi khi nào mà nát cái rừng đó thì thôi. Mà cái rừng này thì cũng bình thường à. Nói chung mà mấy bạn nào mà chưa từng đi rừng thì cảm thấy nó hơi khó, chứ mà mình cảm thấy cái tour này nó quá đơn giản rồi. Cho mấy bạn trải nghiệm cung đường rừng để mấy bạn kiểu yêu quý thiên nhiên hơn. Tại vì vô đó mà còn sáng thì sướng lắm, mà nếu mà nó hơi trễ hơi tối thì cũng hơi mệt. Ở trên đó mưa lớn á. Gì? Xe nhỏ thét anh quá. Sao? Về xe nhỏ thét anh quá. Thì sao? Sợ các bạn không sao đâu. Không sao đâu, chỗ đi nó té mấy lần biết gì đâu mà.
Yên tâm thì nó không đụng được anh đâu. Trước khi em thắng là anh nhìn kiếm mà. Xong chưa? Lên nè. Ở trên mình bán gì vậy chị? Bán lẩu mà. Cái này là cơm hả? Đúng rồi, lẩu cơm, nhưng mà giờ cơm mình còn ít dĩa thôi à. Mình đi tổng thể bao nhiêu người? Chắc khoảng 20 mấy 30 người. Tụi em ăn cũng giả chiến lắm. Giờ chị đem hết này với hết nồi cơm qua cho em đi. Rồi thêm cho em lẩu đồ này kia luôn đi. Lẩu với mì gói đi. Ừ. À. Giờ mình có lẩu bò, lẩu dê, lẩu gà, lẩu ớt. À. Lẩu gì nhanh? À, thăng long bò chúng lấy gian rồi. Nói chung là lẩu bò. Lẩu gì nhanh? Lẩu bò, lẩu dê là nhanh nhất. Rồi ok, đem ra đi rồi đem cho em cỡ 5-6-7 gói mì gì đó. Rồi, kiểu tụi em ăn giải chiến thôi ha. Ừ. Nói chung là nhanh là được. Tôi tính đi luôn. Nhưng mà tôi chợt nhớ đợt trước tôi ra khỏi rừng á là tới 10 giờ lận. Mà không bán vàng hết á. Rồi thôi cho mọi người ăn trước. Tụi em là 40 người đó, chỉ làm 40 khoảng 40 phần đi. Cơm được 10 phần á thì lẩu 30 phần. Chúng ta nướng lại có mấy chục người đây hết ta. Gọn vô, xếp gọn lại, đúng không? Mới tuần trước em đi cái đạp, biết rồi, còn 5 xe nữa, chờ chiếu anh ơi, tốc độ, chậm chậm ơi, lên luôn, còn cho em 4 xe nữa, đây, tới rồi, thông cảm cho em mấy phút nha. Chắc là nó quẹo. Anh chờ xíu nha, 3 phút. Nhanh lên, tranh thủ đi, phà nó đi chuyến cuối rồi, nhanh lên, tốc độ lên. Nhanh lên. Phà nó đi chuyến cuối rồi. Chậm ơi nha, coi chừng té nha. Gọn vô. Hai xe nữa, gọn vô. Lên đi. Rồi. Má, mừng quá. Tưởng phải đi quốc lộ về rồi chứ. Mình đi luôn nha, mình không có dừng nha. Go. Rồi sắp xe lại. Ai cần thiết thì xì bánh nha. Ai cần thiết thì xì nhẹ nhẹ thôi nha. Mọi người nha, alo, nghe nè. Bây giờ á, tín hiệu của mình á, khi mà có cái việc gì cần dừng tất cả mọi người lại á, thì bóp càng nha, bóp liên tục nha. Đúng rồi, bóp liên tục. Xe nào khó chạy lên trước nha. Go nha. Ai nào dễ chạy thì chạy sau nha.
cho anh mượn xe. Ngoan. Gì? Đường này phê hôm trước á. Đâu anh đâu thấy phê đâu. Nó bị dính cát á. À dính cát thôi đúng không? Thôi, mình để tất cả mọi người lên đi luôn. Đừng có kêu, đừng có kêu. Trong rừng mà kêu tên người ta, thằng quỷ này. Có ai có trục trặc gì không? Gần như là qua được hết những cái đoạn trơn rồi đó. Ổn đúng không? Rồi tiếp tục nha. Ổn đúng không mọi người ơi? Ba cái đồ yêu này. Quá easy. Quá đơn giản với cái team này rồi. Rồi, cuối cùng ra rừng rồi. Mừng quá. Mừng quá đi, mừng quá đi, mừng quá đi. Má mặt trăng đẹp dữ trời. Quá trời đẹp luôn á. Mặt trăng đẹp quá đẹp luôn. Sướng không mọi người? Có ai thấy cái mặt trăng đẹp không? Quá đẹp ha. Má lần đầu tiên thấy luôn á. Nhưng mà thấy mấy cô này yên ổn quá. Hả? Thôi đi má ơi, tao lạy mày luôn á. Má nó phải yên ổn, tu này đâu phải là đi gọi là đi kiếm hành đâu. Ông tiêm này là mình đi nhặt rác mà. Tuyệt vời. Lần đầu tiên thấy luôn á. Kiểu nằm lấp ló dạng cây á, mà nó to. Ừ. Trời má, cuộc đời thấy được những cảnh này. Em thấy em nhắm con mắt em chạy vô bóng tối. Mọi người kiểm tra về xăng cộ của mình hết đi. Tại vì bây giờ mình ra đây mình chạy nhanh chứ mình không chạy chậm đâu. Hơn nửa bình, 30 cây nữa hết bình. 30 cây chắc đủ á. Cái chiếc xe quay lúc đầu kêu đổ mà tính không đổ á là mệt rồi. Chiếc xe quay dễ gì còn. Thằng tính đi chiếc cúp đâu rồi. Em vẫn sống. Hả? Em vẫn sống. Chứ không lẽ mày làm gì, mày tính làm gì? Sướng không, sướng không? Sướng không? Mà phê mà đi buổi sáng thì nó đỏ. Đẹp. Tại vì cái đường này đi buổi sáng đẹp lắm. Hả? Em không nhìn thấy đường. Sao đâu thấy đường? Thì đó. Ba khúc nãy mà thí dụ buổi sáng mà nắng. Buổi sáng hồi nãy đi qua cái suối rất đẹp. Cây là phơi thôi. Đúng rồi. Thì lúc đầu là tính vậy mà. Đủ người chưa ta? Thành đâu rồi? Em với anh kia đi cuối còn ai đâu? Vậy hả? Ok vậy đi. Đi cuối rồi. Bây giờ bạn nào chạy nhanh chạy sau nha, mấy đứa chạy chậm cho chạy trước nha. Bây giờ đâu đường nhựa rồi đó, hết rừng rồi đó. Cảm ơn mọi người đã hợp tác. Chạy chạy bó tay ơi, cảnh quá đẹp.
Chúng ta đi về Sài Gòn nha. Đừng hỏi, đừng hỏi cây số. Bên phải nè, gạt trống lên. Gạt trống lên, gạt trống lên, gạt trống lên. Gạt cái trống lên. Cuối nha Trâm. Cuối nha. Hả? Đây. Ai cầm xăng thừa cho ông chú kia miếng xăng đi. Em còn có chút xíu rồi. Đủ rồi, đủ, ông chạy ra cái xăng rồi. Ừ, đủ là ông chạy ra cái xăng rồi. Hết xăng rồi anh ơi. Ui, hết xăng hả? Hết xăng đúng không? Rồi xuống xe cho ông miếng nè. Ở đây ra tới cái xăng phải 11 cây nữa. Mở yên ra. Ủa sao không mở yên được? Rồi vì sao anh đổ xăng? Bình thường đổ xăng bằng cách nào? Vậy thì sao đổ ta? Sao đổ trời? Đâu đưa mình chìa khóa rồi? Máy sao đổ trời? Rồi sao đổ cho anh? Đó này ơi. Vô được không? Lúc bây giờ vô được không? Được, nắm đây nè. Được không? Nắm đây nè. Rồi quất đi, quất đi, quất đi, quất đi, tốc độ đi. Có giữ đây đường tí cho con riêng này miếng nha. Hả? Riêng này nó đuối rồi. Riêm đuối hả? Sắp rồi, cũng sắp rồi đó. Cha cha nó 13 cây đủ không? Má giờ miếng xăng là miếng vàng đó. Được không? Đổ bao nhiêu? Đổ hết cho ổng đi. Đổ cho ổng đi chục cây nữa rồi. Đi chục cây dắt bộ 3 cây. Không đổ miếng nào luôn. Quá đỉnh. Nhanh đi. Đau tay quá. Rồi. Siêu phẩm. Không rớt giọt nào. Đứng trái. Này quá nè. À, đó. Này nó gài người ta thiệt chứ cái thằng này. Rồi rồi. Nè đổ máy đi. Hết đường rồi phải. Bên tay phải có cái xăng. Bên đây em đưa anh. Ui. Má, giờ đứng cũng không vững luôn. Rồi đi tiếp mọi người ơi. Nhà mình giàu mà đúng không? Nhà mình giàu mà.